Công nghệ phát triển, thị trường nở rộ, người tiêu dùng có thể lựa chọn nhiều kênh khác nhau để mua hàng. Nhưng dù tiếp cận thông tin theo cách nào, thì trải nghiệm của người dùng vẫn là yếu tố quan trọng nhất để họ quyết định việc có mua hàng hay không. Do vậy, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, các chủ cửa hàng nhất định phải trả lời được các câu hỏi. Làm thế nào để quản lý tốt nhiều kênh bán hàng? Làm thế nào để gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng và sẵn sàng chi nhiều tiền hơn? Làm thế nào để có lợi thế cạnh tranh với đối thủ? Hiểu được những khó khăn đó, Misa đã cho ra mắt nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Misa eShop. Đây là giải pháp đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý bán hàng trên tất cả các kênh bán hàng và mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng khi tìm hiểu về sản phẩm, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Misa eShop phù hợp cho mọi ngành hàng kinh doanh bán lại hiện nay trên thị trường như thời trang và phụ kiện, mỹ phẩm, mẹ và bé, đồ chơi, hoa và quà tặng, vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử, nội thất gia dụng, tạp hóa, thực phẩm, sách và văn phòng phẩm, v.v. ở mọi quy mô, từ các cửa hàng đơn lẻ đến các chuỗi cửa hàng. Với Misa eShop, các dữ liệu kinh doanh, hàng tồn kho, danh sách khách hàng quan tâm luôn được hệ thống tự động tổng hợp và đồng bộ trên tất cả các kênh, giúp chủ cửa hàng hoặc quản lý kịp thời nắm bắt thông tin để ra quyết định nhanh chóng nhất, từ đó có thể gia tăng doanh thu từ nhiều kênh bán hàng khác nhau. Misa eShop cũng giúp cải thiện năng suất và hiệu quả làm việc nhân viên ở cửa hàng, đơn giản hóa quá trình tư vấn bán hàng, tức thời kiểm tra số lượng tồn kho và tăng tính minh bạch, chính xác khi tính tiền của thu ngân, từ đó tạo ra sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Làm thế nào để kiểm soát hàng tồn kho, tránh thất thoát là bài toán khó đặt ra cho các chủ cửa hàng. Misa eShop chính là lời giải cho các khách hàng. Với Misa eShop, chủ cửa hàng có thể dễ dàng tra cứu tồn kho hàng hóa dựa trên nhiều thuộc tính khác nhau như màu sắc, kích thước, số seri, email, hạn sử dụng, v.v. Số lượng tồn kho luôn được tự động trừ kho ngay khi hàng hóa đã được bán ra dù ở bất cứ kênh bán hàng nào, giảm thiểu thời gian cập nhật và tra cứu thủ công của nhân viên. Đặc biệt hơn, phần mềm còn tự động cảnh báo khi tồn kho ở dưới mức tối thiểu và hỗ trợ cửa hàng kiểm soát chặt chẽ tình trạng chuyển hàng giữa các chi nhánh, tránh gian lận. Ngoài ra, với FileShop, ứng dụng được tích hợp trong Misa eShop cũng được biết đến như một công cụ CRM đắc lực giúp chủ cửa hàng và quản lý cửa hàng có thể dễ dàng chăm sóc và gia tăng giá trị chi tiêu từ những khách hàng hiện có. Hệ thống cũng tích hợp công cụ quản lý thẻ thành viên điện tử để tích điểm, tự động gửi thông báo các chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Báo cáo về tổng quan thị trường, xu hướng tiêu dùng, tình hình chi tiêu hay tình hình sử dụng mã ưu đãi. Từ đó sẽ giúp chủ cửa hàng tiết kiệm đáng kể chi phí phát hành thẻ nhựa hay in ấn hóa đơn. Với công nghệ điện toán đám mây, chủ hay quản lý có thể dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh, tồn kho, công nợ, chi phí tới lợi nhuận, lãi lỗ của cửa hàng từ xa, ngay trên điện thoại với hơn 40 báo cáo và biểu đồ trực quan mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị thông minh. Hơn thế nữa, Misa eShop cũng được tích hợp trí tuệ nhân tạo trên chatbot của Facebook Messenger, giúp tự động trả lời tin nhắn, vướng mắc của khách hàng trên fanpage theo các kịch bản có sẵn. Đồng thời, tính năng này cũng giúp chủ cửa hàng có thể dễ dàng gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng hàng loạt, tự động chốt đơn livestream bán hàng. Điều này sẽ giúp cửa hàng tiết kiệm chi phí nhân công và thời gian chờ đợi cũng như gia tăng tỷ lệ hài lòng của các khách hàng. Các dữ liệu của khách hàng sử dụng Misa eShop đều được bảo mật tuyệt đối trên các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế Tier 3. Misa eShop cũng dễ dàng liên kết kết nối với các hệ thống phần mềm khác như mạng xã hội, website thương mại điện tử, kế toán, hóa đơn điện tử, vận chuyển, v.v. để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Với các tính năng vượt trội, triển khai đơn giản, nhanh chóng, dễ sử dụng, chắc chắn nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Misa eShop sẽ là giải pháp toàn diện cho cửa hàng của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng miễn phí 15 ngày.